Danh sách những cổ phiếu sắp lên sàn 2021 có nên mua những cổ phiếu sắp lên sàn chứng khoán, nếu như bạn là người quan tâm đến thị trường chứng khoán chắc chắn sẽ muốn biết danh sách những cổ phiếu sắp lên sàn 2021 và có nên mua những cổ phiếu sắp lên sàn chứng khoán hay không? Vì vậy đầu tư là gì xin chia sẻ với các bạn về vấn đề này, mời các bạn cùng theo dõi, đầu tư là gì? Cổ phiếu ngân hàng dự báo có sự thăng hoa trong thời gian sắp tới đây. Vì thế các nhà đầu tư cũng dục dịch đầu tư về lĩnh vực với tâm thế tích cực hơn. Kể từ cuối 2020 đến nay mức tăng trưởng về cổ phiếu ngân hàng vẫn chưa hề giảm nhiệt. Thậm chí thị trường này còn đang được tiếp thêm nguồn mới các sóng tăng nối dài tại các ngân hàng lớn trong nước ở lĩnh vực cổ phiếu ưu điểm cổ phiếu sắp lên sàn cổ phiếu sắp lên sàn có giá thấp với mức giá thấp thì khi mua vào sẽ được số lượng lớn phù hợp với tài chính của nhiều đối tượng đầu tư tiềm năng về lợi nhuận trong tương lai và tất nhiên khi bạn mua giá thấp thì trong tương lai sẽ có mức giá cao hơn hiện tại rất nhiều bán ra sẽ lợi lớn tốc độ tăng trưởng mạnh với mã cổ phiếu sắp lên sàn thì một khi lên sàn sẽ được nhiều sự chú ý cạnh tranh về giá và nhu cầu mua lớn và đặc biệt các mã này tiềm năng hoạt động công ty đang rất tốt tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp mua cổ phiếu ngành nghề không có tính cạnh tranh cao và ổn định có khả năng tăng trưởng trong tương lai ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp không đòi hỏi tái đầu tư nguồn vốn ban đầu ít và thu lợi nhuận cao lợi thế về mạng lưới hoạt động và chi phí sản xuất thấp, chi phí chuyển đổi cao, ban lãnh đạo có tính liêm chính và điều hành công ty ổn định, có chiến lược kinh doanh tốt, tỷ lệ chi trả cổ tức cao, danh sách mã cổ phiếu sắp lên sàn host, cổ phiếu VCA, cổ phiếu khải hoàn len. KSC, cổ phiếu công ty muối Việt Nam, cổ phiếu ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á, cổ phiếu công ty Cảng Quy Nhơn, cổ phiếu ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn. Hà Nội, cổ phiếu công ty địa ốc chợ lớn, nếu như bạn chưa biết thì năm 2021 tất cả các ngân hàng đều phải lên sàn chứng khoán. Việc bắt buộc các ngân hàng thương mại lên sàn là một trong các biện pháp nhằm đa dạng cơ sở hàng hóa trên thị trường. Thực tế, yêu cầu các ngân hàng lên sàn đã được đề ra trước đó tại chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được thủ tướng phê duyệt hồi tháng 8 năm ngoái.